có thời gian nữa. Đây nha các bạn, tức là khi mà các bạn được cung cấp thông tin á thì thường sẽ có ba thông số quan trọng nè, là cái tên của database, tên và cái user và cái mật khẩu. Thì cái này là cái gì? Đúng rồi, database là gì? Google sạch này, vậy đó. Nó gọi là hệ quản trị cơ sở dữ liệu, nghe nó hơi phức tạp đúng không? Thì chỉ nói đơn giản, nó là cái phần, cái chỗ để mà mình lưu trữ dữ liệu thôi. Lưu trữ dữ liệu, dự vô trang web bất kỳ á, thì em thấy nè, nó có những cái bài viết đúng không, bài viết bấm trong đây, bài viết các em đọc nội dung thì nó có cái tựa bài viết nè, nó lưu được là bài viết này do người nào đăng nè, vào cái ngày đăng là ngày nào nè, cái lượt xem bao nhiêu nè, ví dụ như vậy. Rồi xuống cái nó có cái phần mô tả nè, hình ảnh đâu nè, rồi nội dung rồi bút xu hết đúng không, rồi có thể copy nguồn từ đâu về nữa, ví dụ vậy. Thì tất cả những cái này nó sẽ được lưu trong đâu ta? Trong database này chưa? Database. Tại sao cần có database? Ví dụ như cái web em làm đi, web Đức làm là cái giao diện này đúng không đó, đúng không? Thì bản thân em á có thể làm được trang web được rồi, tức là em tạo ra các file HTML, em đưa lên cái host thì nó sẽ chạy luôn. Ở đây mình đang chạy trên tên miền này và mình sẹt thêm thư mục nữa. Nếu mà em bỏ tiền lên em thuê cái hosting và em mua tên miền của riêng em đúng không, thì em có thể chạy được trang web rồi. Tức là sau khi mà em học được HTML cơ bản và CSS cơ bản, em có thể dùng được cái bộ thêm, em đổi câu chữ lên thay lên trang web được rồi đó. Được luôn rồi nha các bạn. Có nghĩa là nếu bạn mở công ty thì bạn làm một trang chủ, một landing page thì trên dưới tất cả thông tin bỏ vô đây, lưu lên chạy thôi, xong. Bình thường để số điện thoại liên hệ, ra liên hệ, bấm gọi liên hệ đúng không ta? Được hết tất cả mọi thứ rồi. Nhưng mà cái việc này là em tự làm thì được, nhưng người khác làm không được. Tức là em phải học về code, em biết cách HTML đóng thẻ đóng thẻ mở như sao, chia con zero gì bút xu như thế nào em mới làm được cái chuyện này đúng không ta? Tức là em phải học mới làm được. Nhưng nếu mà một người nào đó, em muốn mà người đó không cần phải học gì cả, họ chỉ biết Word, Excel cơ bản, gõ máy tính đơn giản mà làm sao đó họ thay đổi được nội dung của trang web này, thì lúc đó mình sẽ cần tới cơ sở dữ liệu. Thì ngày xưa trang web nó phân biệt ra hai loại là web tĩnh và web động. Cái giao diện các bạn đang làm là web tĩnh. Web tĩnh tức là bạn tự chỉnh sửa được, nhưng mà bạn phải có kiến thức về HTML và CSS, những cái cơ bản chỉnh sửa. Còn web động á là mình sẽ lưu hết tất cả dữ liệu này vào trong cơ sở dữ liệu. Mình lưu đống này nè vào trong database. Được không ta? Và mình làm một cái trang web khác nữa, trang một cái trang admin nữa, cho phép cái người mà không biết gì về code cả, họ đăng nhập vô cái trang đó. Thì trong trang đó mình sẽ tạo ra cái công cụ để họ có thể điền được nội dung những cái chỗ này. Họ không biết HTML là gì cả. Được không ta? Thì họ có thể cập nhật được là cái tên gói là tên gì nè, giá nhiêu nè, rồi họ thay đổi mất thông số đây hết luôn. Thì đó là cái nhiệm vụ của thằng database. Được chưa? Như vậy tóm lại, nếu như bạn nào nói là em nhu cầu của em á thì em chỉ cần làm trang web của em thôi để em chạy quảng cáo công ty của em thôi, và em chạy quảng cáo Google gì đó là xong. Thì em làm tới đây là xong rồi đó. Em làm được rồi. Xong luôn rồi. Được chưa? Nhưng em nói là em muốn làm cái web cho người khác sử dụng, mà người đó không cần biết gì lập trình gì cả. Được không ta? Tức là em muốn làm nghề lập trình viên, được chưa? Thì em sẽ học thêm phần database nữa. Nó tóm lại là vậy, được chưa? Dĩ nhiên thì nói là cái đó là mức độ đơn giản thôi nha. Còn nếu em muốn làm trang web thực là còn lớn, nó có nhiều dữ liệu nè, nó có tin bài nhiều nè, nó có nhiều dữ liệu bắt buộc cũng phải là database thôi. Được không? Bên cạnh đó thằng này nó còn giúp em là gì ta? Là thống kê nữa. Cái này mới là phần quan trọng nhất. Được không ta? Thực tế ra trang web của em á, giao diện nè và cách em code nè thì nó chỉ là cái xác thôi. Còn cái hồn của em á chính là database. Em hoạt động nhiều năm nhiều tháng á, thì cái lượng mà giấy em lưu trong đây ngày càng nhiều, hoặc là em lưu thông tin khách hàng, đúng không, em bán hàng, khách hàng tạo được đơn hàng sẽ có thông tin là họ, tên khách hàng nè, địa chỉ nè, số điện thoại, email luôn nè, rồi khách hàng họ mua hàng bao nhiêu, là mua ngày nào nè, công nợ thế nào, là những cái đó, những cái lưu trữ trong này mới là cái quan trọng. Được không ta? Tức là qua năm qua tháng thì cái database này là mới là cái quan trọng, nó là linh hồn, được chưa? Cũng giống như mà suy nghĩ là cái điện thoại, bạn mua cái điện thoại, trong điện thoại đó bạn chụp hình là bút xu hết chân luôn, sau đó mình mất điện thoại hay hư điện thoại, bạn chỉ mong muốn là lấy lại tấm hình hay những cái gì đó trong đó thôi, thì cái dữ liệu cái đó mới là cái quan trọng. Cái thoại hư cũng được mua cái khác, không sao cả, nó chỉ là cái xác thôi, được chưa? Thì database là cái phần cực kỳ quan trọng, được chưa? Thì nó có luôn cả một ngành riêng về cái này nữa, đó là ngành về data riêng nữa mà nha. Thế ra đây mình học đó, mình học lập trình thì mình chỉ học cách sử dụng thôi, chứ mình chỉ học cao cấp. Cao siêu hơn nữa thì cái việc phân tích database nó còn phức tạp hơn nữa, có nguyên mình data gì đó luôn, data engineer. Không ta? Tức là em sẽ phân tích ra là phải vẽ biểu đồ, phải coi được là cái quán cà phê đó là cái giờ nào khách vô đông, giờ nào khách vô ít, để em biết là em tuyển bao nhiêu nhân viên phù hợp chứ. Nhiều như tối thì đông người thì tuyển 4 nhân viên, còn chưa ít người 2 nhân viên thôi. Đúng không ta? Và em biết được là trong kho của em có bao nhiêu sản phẩm đang tồn kho, bao nhiêu sản phẩm sắp hết hạn rồi.
tồn kho mà sắp hạn, tức là em phải bán tháo bán chạy để phải giảm giá bán ra cho nhanh, chúng ta hết hạn sao, đúng không ta? Em phải biết được những thứ khác nữa, đó tức là thuộc về thống kê ra đây, em sử dụng ra đây sao cho hiệu quả nhất có thể, vậy nha. Thì đó là việc phân tích ha. Đó, rồi trang web em á, em làm trang web em biết được khách hàng do trang web mình là họ từ đâu đến, họ thường xem trang nào họ xem lâu, họ đang yêu thích nội dung nào, họ bấm vô cái trang đó họ ở lại nó trong bao nhiêu lâu, tại vì họ ở lâu thì có phải là nội dung nó quan trọng không, không hết đâu. Thì khi đó mình viết nội dung tương tự như vậy thì trang web mình sẽ ngày càng kéo được người dùng nhiều hơn, ví dụ như vậy. Thì đó những cách về database mình phải, nó là rất là cao cấp rồi, tức là mình phải phân tích nó nữa, phân tích thống kê tổng hợp ha. Còn ở đây bài học của mình đây là bạn mới bắt đầu tìm hiểu, mình chỉ biết là xây dựng database thôi, còn việc phân tích này nọ kia sau này á là những người khác thuộc về data engineer họ sao nha. Nâng cao hơn thời gian sau, sau này em đã rành rẽ rồi thì em học học thêm về data engineer nữa nha, mà ở đây mình học cái sử dụng thôi. Rồi thì các thông số mình cần biết, thứ nhất á là tên database nè, rồi username password thì có đường link như này nè. PHP admin á là một cái công cụ giúp mình quản lý được dữ liệu bên trong database, nó là công cụ miễn phí thôi. Thường thường khi mà một cái web nào đó, một cái hosting có database mình sẽ cài đặt, người ta sẽ đặt thêm này vô, này miễn phí mà, cài vô để sử dụng được chưa? Tại vì tất cả về database thực tế ra nó bằng câu lệnh hết rồi, tất cả mọi thứ là câu lệnh hết. Dù như em nói là em muốn thêm một dòng dữ liệu vô cái bảng nào đó thì sẽ là lệnh insert into gì đó, cái bảng dữ liệu tên là bảng giờ bảng bài bộ từ viết post đó, trong này có các cột như còn là id rồi cột name, thì ví dụ vậy thôi, name đó. Rồi ở đây sẽ có là values, giá trị của nó ha, giá trị mình thêm vào sẽ là id là 1, rồi name là abc đó, chấm phẩy đó. Tất cả những thứ vô database xanh lâu dạng như thế này, dạng kiểu này, tức là những cái gì mà em nhìn thấy được là đây thôi là có, được chưa? Và dĩ nhiên sâu bên trong nó có những cách lưu trữ recording nó, thì em không cần biết lưu trữ cách nào thì kệ nó thôi, quan trọng là em biết cách là thêm được dữ liệu vô và lấy được dữ liệu ra đem xài thôi, thêm vô lấy ra chỉnh sửa nó vậy thôi, còn cách nó cấu trúc sao thì cũng không cần thiết, không biết nha. Nếu như em mua điện thoại iPhone về em cũng không biết trong đó có con IC gì, chip gì, thực ra nó là quảng cáo cho biết mạnh hay không mạnh thôi, em xài được rồi, bên trong nó như thế nào cũng không quan trọng đâu, được chưa? Rồi cái bên đây học sử dụng đó, bấm mở lên. Ở tất cả mọi cái trang web công ty mình á, thì để vô được BB admin á thì bạn gõ cái tên trang web nè, xong sẹt thêm phía sau BB my admin là được. Nhưng mà không phải cái hosting nào cũng cho phép chuyện này nha, lưu ý. Tại bên mình cho phép chuyện này, một số cái server họ tắt cái này đi là em không vô được bằng đường này, em phải đăng nhập cho hosting rồi qua số bước để mới vô được đây, được chưa? Tùy theo cái cài đặt của người quản trị server, được chưa? Ở đây công ty mình thì cho phép làm chuyện này, nghĩa là em gõ tên miền sẹt bbmin rồi em bị đường cái username nè, bây nhập thôi, đăng nhập bằng user, xin lỗi, user b nè, user và mật khẩu, được chưa? Hai cái là user mật khẩu đăng nhập vô. Thì sau khi đăng nhập vô em sẽ thấy bên đây nó có hai cái, là nó có hai cái database này. Một cái là information schema nè, nhưng cái là cái tên của database của em nè. Thì cái này chính là cái em cần em tác vô, cộng này là không đụng vô, này là cấu trúc chung của database, nó lưu trữ như sao đấy của nó mình không biết, mình không đụng vô nó, mình đụng vô cái của mình thôi, được chưa? Em mua cái iPhone về thì em xài những cái gì đó, chức năng em cho phép em xài thôi, bấm nút kia lên xuống cho em mở nó ra làm chi, đúng không ta? Xài những cái cho bay thôi của mình, được chưa? Rồi trước khi vô đây thì nói cái quay lại cái home, cái đặt home trang chủ thì em coi sơ qua đi, em cứ đọc sơ thông tin thì em nhìn sơ qua nè. Đầu tiên hết nó sẽ có hai cột trái và cột bên phải. Cột trái này là liệt kê hết tất cả database luôn, không phải lúc nào cũng một database nha. Nếu trang web cái hosting em có nhiều cái web thì có thêm nhiều database ở đây nữa, mỗi database một web khác nhau, ví dụ vậy, được không ta? Ở đây mình chỉ có một thì đó là một, được không? Thì nó có chức năng là về trang chủ nè, logout nè, rồi hỗ trợ nè, rồi số cài đặt gì đó đây nè, setting gì đó đây, đúng không? Thì em coi đi, ở đây mình thu gọn lại được nè, đó máy nào nhỏ qua thu gọn lại coi, thì đây các tab chức năng của nó nè, đó database mình xem được tất cả những database đang có là gì. Còn nếu mình ở trang home á thì mình có những cài đặt, ví dụ như mình biết được nè, thông tin của database server nè là server gì, đang là cái kiểu database là kiểu gì, mình đang là kiểu MariaDB, nhưng mà MariaDB mình nói là mình học MySQL á, thực ra mình đang học là MariaDB, được chưa? Bạn nào lên Google tìm hiểu sẽ biết là cái người chủ của MySQL này nè, là trước đây họ làm cái này miễn phí, nhưng đến phiên bản 5.6 hay gì đó, thì em nhớ cái mấy đó là cái người chủ của này, cái MySQL này bị mua lại bởi công ty Oracle, họ mua lại và họ biến cái bản có phí đó, miễn phí đó, thành bản thương mại, họ bán, họ không cho miễn phí nữa, được chưa? Nhưng mà cái người chủ chính, cái người sáng lập ra cái hàng này á, họ lại tạo ra tiếp cái hàng khác MariaDB hay là cho miễn phí tiếp nữa, hiểu không ta? Và mình đang dùng bản còn mở thì mình dùng cái này miễn phí, còn xài này thì bây giờ xài những phiên bản mới như vậy nó có phí rất đắt, được chưa? Mình không xài nha. Và thường là mình nhu cầu mình cũng không tới, thông thường là xài này nhiều hơn,
chỉ những cái đặc thù nào đó quan trọng lắm tao mới xài tới cái này, được chưa? Rồi mình đang xài là MariaDB ha, phiên bản bao nhiêu nè, version rồi các thứ đó, được chưa? Rồi web server thông tin gì đó một số ở đây, mà thấy không? Mà trong đây nó sẽ có số thông tin quan trọng mình cần biết nè. Thứ nhất á là cái chỗ đây là cài đặt cái giao diện đơn giản là ngôn ngữ nè, có tiếng Việt không bạn? Có luôn hay sao á? Hình như có tiếng Việt luôn á, Việt Nam có không ta? Tiếng Việt có không? Này mới tiếng Việt à? Có không ta? À có nè, tiếng Việt. Tức là các bạn thay đổi thành tiếng Việt luôn, được chưa? Và đây nó có cái kiểu giao diện nữa, bạn có thể kiểu là kiểu original, đó là kiểu là kiểu xưa đầu tiên nhất á, xấu xấu xíu, rồi kiểu là Metro hay Bootstrap hay gì đó, tùy theo cái giao diện muốn chọn, được chưa? Giao diện này là mới nhất, hiện đại nhất, nhưng mà nó sẽ bị nặng chút xíu, tại vì nó đòi hỏi cái GWGS nhiều á, nếu cái máy mà yếu quá sẽ bị giật, ví dụ vậy đó. Máy nào mà kiểu cùn quá thì phải thay chuyển sang giao diện chậm hơn để sử dụng, ví dụ vậy, được chưa? Rồi nó là chỉnh sửa thôi. Thì tất cả những cái task này thì chúng ta sẽ quan tâm đầu tiên hết nè ha, là bấm vô database, chọn database này, bạn bấm vô thầy cái chỗ là operation đó, bạn phải kiểm tra cái này trước. Chỗ này là phần cấu hình chung của cái của đó. Thì đây chúng ta kéo xuống, chúng ta sẽ coi phần nè, coloration nè, coloration nè, coloration nó đang là UT8M4 Unicode CE, này là bản mã, được chưa? Bản mã thì nó có nhiều bản mã lắm, bấm vô thấy có rất nhiều bản mã nè, được không ta? Và hiện tại mình đang xài bản mã này là mã chuẩn UTF8 Unicode CE, có cái Vietnamese CE này thấy không ta? Nhưng mà thấy đây thì là dùng Unicode CE. Vietnamese CE là nó hỗ trợ chuyên cho gì đó, tiếng Việt, nhưng mà tiếng Hàn hay tiếng Trung Quốc thì không chắc nha, được không ta? Tiếng Thái Lan thì không chắc nha. Còn Unicode thì hỗ trợ tất cả những ngôn ngữ nào đó thuộc về Unicode. Còn UTF8 là bản mã UTF8 là 8 bit gì đó, mà xưa mà sạch này ra đi. Riêng thằng MP4 này là sau này mới có, hồi trước chưa có. MP4 này là bổ sung thêm, nó cho phép lưu trữ các cái emotion, emoji á. Tức là thời đại bây giờ khi bạn gõ gì đó, thường thường mình sẽ gõ như nè. Hello. Đó, xin lỗi. Đó. Hiểu thì nói không ta? Cái ký tự này là ngày xưa không có sử dụng. Thời ngày xưa không có cái này, được không ta? Không có lưu trữ cái này. Nhưng bây giờ là gần như là gõ chữ hơi chữ lên ta bỏ mặt cười vô, bỏ gì đó vô, đúng không ta? Mà nếu em không chọn MP4 em sẽ không lưu được cái này. Có nghĩa là khi em insert vô nó mất tiêu này luôn, nó không thành ô vuông, nó không hiểu là cái gì hết, được không ta? Vậy là MP4 có nghĩa là cho phép lưu được gì ta, những cái đặc biệt nữa về mặt cười rồi đó. Còn Unicode CE là Unicode là những cái bản mã Unicode, nên còn CE là gì thì cũng không biết nữa, thì không nhớ luôn. Cơ bản là nhớ là này chỗ này thôi, được chưa? Tương lai có gì thay đổi thì mình sẽ cập nhật thêm. Rồi đó, à, ngoài cái này ra, cái này á, cái này đang áp dụng cho toàn bộ database nha, tức là mặc định đó các bạn. Có nghĩa khi em tạo ra một cái bản dữ liệu mới á, thì mặc định cái bản đó sẽ được hiểu là theo kiểu này. Khi em tạo cột mới á, nếu không nói gì cả thì cột đó mặc định sẽ được áp theo kiểu này. Nhưng em vẫn có quyền áp một cột bất kỳ hay bản bất kỳ theo bản mã khác tùy em. Hiểu không ta? Bạn có thể được nha, nhưng mà sai này chung hết tất cả. Sẽ có một số trường hợp, ví dụ như một số web, ví dụ như là web này đi. Bạn em nếu có bạn là bản LAN, bạn sẽ thấy là có cột nó sẽ có cái kiểu khác. Câu chút nè, mình thấy được nè, cái cột ID này, nó kiểu là UT8M14 pin, chứ nó không phải là UT8 Unicode CE. Thấy không ta? Nó khác, cái ID được dùng là pin, chứ không phải CE. Cố tình làm vậy đó. Tại vì sao? Tại thằng Unicode CE này nó có khi em tìm kiếm á, dùng hàm like này, khi em tìm kiếm á, nó không phân được hoa thường. Có nghĩa là vậy nè. Có nghĩa là em gọi em tìm chữ là ABC, được không ta? Nhưng mà em đang muốn tìm ABC này thì kết quả nó có thể sẽ ra được là ABC, 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 nó ra nó không bị từ hoa thường. Hiểu nó không ta? Cái hàng OTP UGC là nó không bị hoa thường, nó như nhau, được chưa? Cho nên là ở đây á, thầy đang dùng ID nè, OTP UGC có pin, nó mà mãi là kiểu pin, là cái binary á, nó sẽ không bị được hoa và thường luôn. Nghe tìm chữ hoa là chữ hoa, chữ thường là chữ thường, được không? Đó, có số tình huống đặc biệt thì mình sẽ đổi kiểu khác, nhưng mà cơ bản thằng này là chuẩn nha. Chuẩn. Rồi bây giờ nè, khi bấm vô database rồi, bấm vô đây rồi á, thì mình vô đây xanh chỉnh rồi đúng không? Thì bây giờ các bạn tiếp tục vô đây nè, các bạn sẽ có những cái chợ việc là phải làm sao. Thứ nhất á, là structure, cái là cấu trúc. Cấu trúc là bạn nhìn thấy được hết cấu trúc của database, hiện tại là no table, chưa có bảng dữ liệu. Database lưu trong này nhiều cái bảng dữ liệu, phân loại dữ liệu theo từng loại dữ liệu. Ví dụ như em tạo một cái trang web là tin tức thì có một bảng lưu tin tức. Em tạo web về tin tức cộng bán hàng luôn thì sẽ có bảng tin tức, bảng gì đó, sản phẩm, bảng đơn hàng, tức là mỗi loại dữ liệu là luôn một bảng riêng,
đúng ta, mỗi loại dữ liệu luôn bản riêng, tức là em sẽ không lưu cái bản cái dữ liệu của sản phẩm bên trong tin tức mà ngược lại, được không? Bản nào lưu cái đó ha. Thì đây á, tạo bản thì đơn giản nè, nè em muốn tạo bản là tên gì, dù bản tên là người dùng là user, tên bản thôi, số lượng cột em muốn tạo em cho em nhận lại 4 cột đi, nhiều hơn mình bổ sung sao cũng được, đăng lên từ tiệm thôi, được chưa? Bấm create là tạo, được chưa? Đó không, thì nó sẽ nhảy ra cái form cho em tạo nè, thì em sẽ nhập hết thông tin của như đây để em tạo. Này mình đang làm thao tác trên cái việc là làm trên cái bimbin á, tức là không có gọi cho lệnh gì chơi nha. ID kiểu dữ liệu nó có rất nhiều kiểu, tức là em tạo cấu trúc của cái bảng á, khi em tạo được cái bảng phải cho biết là cái này là tên cột nè, tức là bảng mà cái bảng là gồm nhiều cột và nhiều dòng đó, thì mỗi cột sẽ lưu một cái thông số nữa. Cái bảng này là nguyên bảng này sẽ lưu gì ta, lưu dữ liệu của user đây, thì mở ra cho dễ hiểu nè. Cái bảng user này á, là lưu dữ liệu của tất cả những người dùng của trang web này, được chưa? Đây là cái bảng này, bảng thì gồm nhiều gì, cột và nhiều gì đây, nhiều dòng, được không? À, đó thì mỗi cột này nó có tên và nó được cài đặt là cho biết cái cột này sẽ lưu cái dữ liệu kiểu gì. Dù này ID mã số là lưu số, còn cái tên là lưu chuỗi, còn cái gì đó khác lưu khác, tức là cái kiểu này là cái gì, bây giờ mình phải nói rõ, bây giờ thì đó ở đây mình đang tạo ra nè, cột ID kiểu gì. Thì trên đây chúng ta thường sẽ làm các kiểu, làm thứ nhất là kiểu in, kiểu tra, test, đây thì những cái kiểu thông dụng nè, để cái này luôn nè, thấy không, thông dụng nè, thường xài như là bốn cái này luôn nè, được chưa? In, va cha, test và đây. Ngoài nó ra còn những kiểu khác ở dưới này, như liên quan tới số nè, nó có tiny in nè, small in nè, minimum in, in nè. Thì cái này bạn tìm hiểu thêm, được không chưa? Về đọc trên mạng tìm hiểu thêm. Thường mình xài là in là nhiều nè, sau đó đến tiny in nè, sau đó đến big in nè. Đó. Ví dụ như tiny in là nó sẽ lưu được là, em thấy ghi chủ thấy nè, one byte integer size string. Nếu nè một cái lưu một byte số nguyên, lưu một byte số nguyên, tắt đi rồi đó, nếu mà có dấu á, thì sẽ từ âm 128 đến 127, còn nếu không dấu á, thì từ 0 đến 155. Dấu là dấu trừ các bạn, được ra dấu là dấu trừ á, từ 128 âm 128 đến 127, tức là nó lưu được tối đa là 256 giá trị một byte, một byte đi không? Được chưa? Ha, đó là cái không gian lưu trữ nó là như đoạn giới hạn như đó thôi. Có nghĩa là nếu em cài đặt á, em chọn thanh niên và em cài cái này nè, em cài đặt chỗ này nè, sổ ra em chọn là unsigned là không có dấu, không có dấu tức là sẽ từ số 0, nó sẽ được từ 0 tới 255, đó tổng số là 256 chỗ lưu trữ, số 0 cũng là tính 1 nha, 0 đến 255. Còn nếu em không chọn unsigned này á, nghĩa là em cho phép âm á, thì chỉ được phép lưu từ âm 128 đến nhiêu 127 thôi. Nghĩa là nếu em chọn cột thanh in mà em đang ghi kiểu này nè, em chọn kiểu là này đi, mà em lưu vô số là 300, lưu 300 vô thì nó sẽ biến thành 127. Em lưu số 1000 nó cũng biến thành 127, giới hạn nó như lưu như đó thôi. Rồi hôm nay còn nếu em chọn cái này là anh sai đây, thấy không, em lưu số trừ 1 vô nó ra 0, em lưu trừ 1000 nó ra 0, được chưa? Em lưu là 200 nó ra 200 được, em lưu 300 thì nó ra 255. Cái giới hạn nó bao nhiêu đó là nhiêu đó, được chưa? Lý do có giới hạn này là tại vì mỗi cột sẽ lưu dữ liệu khác nhau và mình cần biết là cái loại dữ liệu là gì và mình lưu nhiều hay ít, tối ưu dung lượng á, tức là mình sẽ chừa không gian bao nhiêu đó để lưu cho cái dữ liệu này, nếu chừa nhiều quá thì phí, ít quá thì không đủ, các bạn phải cân đối sẽ cho hợp lý, được không? Đó giống như cái bảng dữ liệu để có các cột nè, ID nè và tên nè, tên thì nó là kiểu chuỗi ba cha 70 ký tự, tên đầy đủ là 70 ký tự, nhiều hơn là không lưu được. Quốc gia 70 ký tự, tên quốc gia đó, mã code là 6 ký tự, rồi lưu ngày, lưu gender đó, tùy theo kiểu mình chờ đặt, được chưa? Thì nó lại nha, về thì bạn tìm hiểu thêm về cái này, nhưng quan tâm giùm thầy là in nè, va cha nè, test nè, rồi tiny in nè, big in nè, decimal flat, và cuối cùng là gì đây, là cái chỗ nãy là nó là gì, long test á, cho test á, như đó thôi. À, mấy khác thì đều quan tâm lắm, mình xài những cái đó nhiều, cái này thì không biết là gì nữa, quá nhiều, à, thường xài những cái đó. Rồi ở đây ví dụ như mình tạo ra ID, thầy cho nó kiểu in đi nè, số lượng nè,
số lượng len và tối đa của nó cho bao nhiêu thì cho nó là 10. 10 là 10 con số. Kiểu in cho tối đa 10 con số. Default là chọn anh sai luôn. Default là không có gì hết, bỏ qua. Rồi. Có chỗ này nè. AI là auto increment. Quy tắc của auto increment là tự động tăng dần. Cái mã số á, thường cái cột đầu tiên là mã ID á, mình hay cho nó là auto increment lắm. Tăng dần nghĩa là khi mình insert một dữ liệu vô, nó sẽ là lưu số 1 đầu tiên. Xong mình insert từ thứ 2 thành số 2. Tăng hoài đó, tự động tăng á, giống như cái mảng của em vậy, theo vô tự động tăng hoài như đó. Không có lùi lại nha. Em đang lưu dòng 1 2 3 4. Xong em xóa bỏ dòng số 4 đi. Em lưu dòng mới vô thành số 6. Thành số 5, số 5. Cái số mất rồi. Đúng không ta? 6 7 8, em xóa bỏ 8, em lưu vô nó thành số 9, nó không bao giờ giảm tăng hoài thôi. À tôi nghĩ mình tự động tăng dần. À, ở đây là cái ghi chú. À, mã số. Em muốn ghi chú gì tùy em. Rồi, name. Họ tên là cho kiểu Vacha. Họ tên thường cho khoảng như 70 ký tự thôi, chắc không nhiều lắm đâu. Nguyễn Văn An, Nguyễn B, em biếm thử coi. Em tìm một tên dài thì dài em đó, em điếm bao nhiêu ký tự. Ví dụ vậy. Ví dụ như mình sẽ tìm tên là STL string length. Khao online đếm số lượng chuỗi online đó, hoặc là chắc là online đếm đó. Đó. Nguyễn Trần Như Ngọc. Ví dụ thôi, hiểu không? Đó. Ta đem hơi dài đó. Là 20 ký tự. Nếu mà 70 thì em nghĩ 62 tên thì là dài lắm rồi, chắc không có tên này đâu nha. Tên thì chắc cũng khó lắm đúng không ta? Cho 70 là được rồi ha, là dư rồi đó, dư giải lắm rồi đó nha. Ít thì sợ không đủ, phải không? Đó. Rồi ví dụ như là sẽ có email. Email cho Vacha 160. Ví dụ vậy, được không? Rồi mình sẽ có là phone. Thì cho nó kiểu Vacha, cho nó khoảng 20 thôi. Nè. Vacha, nó khác với cha nha, khi em ghi cha 20 này á, là nó sẽ luôn luôn bắt một con này sẽ luôn 20 ký tự, lúc nào 20 cả, giống nhau. Ai phải 20 cả. Còn Vacha đây á, có nghĩa là tối đa là 20 ký tự, ít hơn cũng được. Nè, khác nhau vậy. Rồi. Vậy thôi, bấm nút save nè, đã lâu rồi thôi. Ghi chú cứ ghi vô đây nha. Ghi chú. Con cột này nè, index nè. Primary là mình đang cho biết cục ID cục mã số này là cục làm khóa chính. Thầy lưu lại trước đi ha, thầy sẽ nói. Đó. Đây là cái bản dữ liệu. Được chưa? Cái này là các bạn đang thao tác ở đâu ta? Texture rồi tạo ống mới đây nè. Hồi nãy đó tạo ống mới là bấm nút tạo ống mới này, add nó như bản hoặc là thêm bản cái nào ta? À table texture new table đâu? Có chỗ tạo bản mới đâu ta? Ta bấm vô này chứ, bấm vô cái database nè. Tạo ống mới nè, tên bản coi vô cột nè. Em đang làm thủ công thao tác thông qua cái nào ta, cái bim mà thực tế ra em có thể làm bằng lệnh nha. Tôi đây table tạo bản thì bản user thì giờ bản là bản cat hay chim mục đi. Ng ino db rồi chúng ta sẽ có là id là mã số con cat, nó là kiểu in, nó là 10 con số tối đa không ngâm luôn. Rất luôn luôn, không có động luôn. Auto increment luôn. Cho nó comment chú ra luôn là có ý nghĩa gì. Nên là mã số, mã chuyên mục. Mã chuyên mục. Rồi tiếp tục. Tham theo là name, nó là Vacha 70 ký tự. Not null. Và nó comment của nó là tên chuyên mục. Tiếp tục ta sẽ có là gì đó, nó vô đơn giản vậy thôi. Và thêm có khóa chính nữa. Cái bài khai là ID. Thầy buồn ngủ quá, thầy giảng biết nghe gì hiểu không nữa. Tuy thầy buồn ngủ ghê chà. Cái bài khai. Thầy này có sai cái gì các bạn. À cái dấu nè. Cái dấu nè. Ừ, đỏ lỗi đó. Cái dấu này nè. Nó sai dấu. Đây là câu lệnh tạo bảng. Tạo một cái bảng tên là kép. Mở ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn. Ở sau này có cái ng bằng InnoDB. Về các bạn tìm hiểu thầy cái này xíu nha. Hồi nãy giờ có một số cái tìm hiểu là gì. Thứ nhất, cái thứ hai là tìm hiểu về các kiểu dữ liệu thường dùng, gồm in nè, tiny in nè, in, big in, tiny in, đúng không? Kiểu là cha và va cha,
kiểu gì nữa ta, decimal, float, kiểu test, long test, rồi những cái mình phải làm, mình phải tìm. Tiếp theo nữa, cái phần tiếp theo nữa là mình cần phải tìm hiểu về InnoDB và My. Sao đánh được hai này khác nhau nào, Google ra liền được không? Tại sao ở đây là NG và InnoDB, lý do là sao đây, ghi này được chưa? Rồi tiếp tục tiếp tục nha, bạn để ý nè, ở đây thường là cái tên bảng, tên cột thì bao cái dấu này, được chưa? Cái dấu này nè, tên bảng nè, tên cột nè, còn cái chỗ mà comment mã chữ một, tên một đó thầy chỉ bao dấu gì đi, nháy đơn bình thường thôi, chỉ có tên bảng, tên cột á, nó bao dấu gì giống nháy này thôi nha. Mục tiêu là chi đây, là để mình, tức là mình không bao vẫn được nha, trong này không bao vẫn chạy được, vẫn chạy được, nhưng không phải lúc nào cũng chạy được. Nếu như cái tên bảng này á, đặt tên là table, nó bị lỗi, hoặc là tên test, nó bị lỗi, nó không cho đó, table chẳng hạn đi, em thấy không, cái từ table này á, nó bị trùng với chữ table đây nè, create table, được không ta, nó không cho, nhưng nếu bao này lại thì cho nha, tức là tránh trường hợp là mình cái tên đặt trùng với từ khóa, được chưa? Và đây khi tạo tên bảng, tên cột á, thì cố gắng là mình nên viết thường với từ hoa, chúng ta viết đầu nha, tên bảng nó viết thường, tên cột có thể viết hoa được ha, viết thường cũng được đó, tùy theo bạn thấy, mà thường là viết thường sẽ đơn giản hơn ha. Rồi ok, bấm create là tạo nè, bấm chạy nữa nè. Ôi, gồm nè, nó tạo ra cái bảng thấy không? Nó ra đây cái bảng này có hai bảng này, tên table luôn, tên nó tên table luôn, sửa tên lại, operation sửa tên là thành là cat, đó là thành cat, còn đó chưa, rename table, đây comment mà, rename đây là name đây nha. Cat. Rồi, đã tên lại. Được chưa? User và table. Rồi, vậy thì bây giờ nhìn tìm hiểu thêm nè. Học. Học thuộc luôn. Học thuộc. Câu tư vấn tạo bảng. Được chưa? Rồi. Để coi. Hiểu về khóa chính. Trong bảng user này mình sẽ có gì đây? Cột ID là khóa chính. Ha. Trong bảng get cũng có cột ID là khóa chính. Thường thường mình lấy cột ID mình hay đặt ra cột ID là mã số làm khóa chính. Khóa chính là gì? Biết không? Hiểu ý nghĩa không? Nếu như khi bạn đi học ở trường đi học đó, nó sẽ cho bạn một cái thẻ sinh viên á, trên thẻ nó có mã số sinh viên á. Khóa chính đó là một cột hoặc nhiều cột dữ liệu nào đó, tức là một dữ liệu hoặc nhiều dữ liệu nào đó mà nó không bao giờ trùng nhau giữa hai dòng dữ liệu, để tránh trường hợp bị nhầm lẫn á, đúng không? Ví dụ như là tự nhiên cái một ngày nào đó cái trường cho học bổng gì đó, một anh Nguyễn Văn A đó lên học bổng, mà giờ trường lên thông báo là bạn Nguyễn A lên học bổng, cái cùng tên chạy lên quá trời luôn, chết, được không ta? Nên là phải đặt ra một cái mã số sinh viên là đảm bảo là hai người đó không bị trùng nhau. Bạn em Nguyễn Văn A mã số sinh viên bao nhiêu đó nữa chắc chắn là không bị trùng, được không? Trùng đặt mà sao trùng được, nó là vậy đó. Thằng ID là cái khóa chính là như vậy, được không? Thì các bạn phải hiểu sâu hơn nha, tức là thầy đang giải cái khóa chính là có một khóa thôi, một cột làm khóa thôi, một cột làm khóa chính. Các bạn tìm hiểu thêm là trường hợp là gì, nhiều cột cùng làm khóa chính, trường hợp này tìm hiểu thêm nè, được chưa? Rồi. Tiếp theo khi mà tạo bảng á, thì chúng ta sẽ cần kết nối với hai bảng. Ở đây thì có user, get thì kỳ quá, hay tạo bảng khác nữa đi. Cái bảng này thì sửa tên lại, thay vì get đặt tên là group, là nhóm. Group á, thì có sẽ là có tên nhóm, mã nhóm, ví dụ thầy muốn tạo cái người dùng đó thuộc cái nhóm nào đó. Nên ông ta ví dụ người dùng phân ra nhóm là nhóm khách hàng tiềm năng, khách hàng thân thiết, rồi nhóm khách hàng mới hay là khách hàng chưa mua hàng, ví dụ phân ra nhiều nhóm vậy đó,
Thì khi mình tạo người dùng mới thì sẽ biết là người dùng đó, app người dùng đó thuộc nhóm nào. Để ông ta cho biết người dùng thuộc nhóm nào thì nó là sẽ làm vậy đây. Đúng rồi, thì khóa ngoại giữa hai cái bảng này thì cần liên kết lại với nhau ha. Thì thầy sẽ thêm vô cái bảng user này nè, thêm vô đây nha, thêm vô đây một cột nữa, add thêm một cột nữa cuối cùng đi, đây cuối cùng được đầu cuối tùy bạn thôi. Đặt tên nó là group, cùng tên với cái này được khác tên không quan trọng, group hoặc group id, nhưng các bạn đặt group id các bạn group đặt group thôi được chưa, kiểu in luôn là 10 luôn. Lưu ý nha, cùng kiểu và cùng số lượng dòng dữ liệu giống như thằng mã số của group mới được, bắt buộc phải là như vậy nha. Và đó sẽ là inside đó nè, group in 10 inside, coi lại đây nè, id nè, in 10 inside giống nhau mới được, được không ta? Rồi bây giờ này, giả sử nè, giả sử là thầy sẽ thêm dữ liệu vô, insert thêm dữ liệu nè, em bấm vô cái tên bảng này, em insert và thêm dữ liệu, em thêm dòng tên là id 1, tên là nhóm, là nhóm mà khách mới, nhóm 2 khách vip, ví dụ vậy. Rồi go, go xong thêm dòng mới nữa, thêm tục nữa, thêm cái số 3 vô, hoặc không ghi đi cũng được, tạm tăng gì đây, không ghi cũng được, khách cần thiết, khách ngừng hỗ trợ, ngừng hỗ trợ đó, phân đi các nhóm khách hàng, như vậy bấm vô là bây giờ bấm vô group nè, thẳng vô group thì bạn sẽ thấy là sẽ có dữ liệu rồi, được chưa? Ở bên đây nó có hai chỗ bấm nha, bấm thẳng vô cái tên bảng này á, là mình xem dữ liệu trong bảng này, bấm vô cái icon phía trước này nè là xem cấu trúc của nó, tức là xem cái bảng này được khai báo là bao nhiêu cột dữ liệu gì cái gì nè, cấu trúc dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, hoặc bấm đây một structure sẽ cấu trúc này dữ liệu, rows dữ liệu, được chưa? Xin lỗi bấm nhầm rồi đó, nè rows dữ liệu, structure là cấu trúc, chuyển qua lại như hai cái này. Còn SQL là em gõ câu lệnh như đây, muốn làm gì đó hay là ha. Rồi thầy có bốn nhóm rồi đúng không? Bây giờ nếu như thầy thêm một người dùng vô đây, thầy cũng sẽ insert luôn người dùng á, mà số 1 có ghi tên là Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn A nva@gmail.com, email số điện thoại 0123456789, quan trọng là cho nó group này, thấy không? Group này mình sẽ ghi nhận là em thấy đây em phải nhớ hồi nãy group là dùng muốn nhớ số 1 là khách hàng mới đúng không, lẻ mới đúng không, thì anh này thuộc số 1 đi hay số 2 đi, khách vip đi đó, là đang có câu lệnh nè, đây là câu lệnh mà em có thể thêm một dữ liệu người dùng mới vô trong bảng user, câu lệnh này insert into user là tên các cột nè, xong values giá trị, được không? Tức là khi em thao tác ở đây nó sẽ giúp em coi là câu lệnh luôn, nhưng em có thể gõ lệnh này vô đây em chạy cũng chạy thôi, được chưa? Rồi lệnh hoặc là thao tác đây đều được ha, bấm vô user nè, được không? Nguyễn Văn A nva phone thuộc nhóm số 2, nhóm số 2 bấm vào đây em phải coi lại nhóm số 2 là gì đây, là khách vip, được chưa? Thì anh xong là ta bay cái quan hệ này, cái thì sao thầy mệt chứ, cho chứ mặt chứ, cho chấm chấm mặt bây giờ ha. Bây giờ em nghĩ á, là giữa nhóm với user hơn nè, cái nào sẽ có nhiều dữ liệu hơn, nếu mà có sàn hoạt động nhiều năm á, hoạt động lâu năm á, thì cái nào sẽ có nhiều dữ liệu hơn? User. Dù nhóm á, mà phân nhóm mà có bốn nhóm có thể giỏi lắm thêm một vài nhóm với năm sáu nhóm gì đó, được không ta? Và ví dụ như khách vip nè, trong cái nhóm khách vip này có thể có một người hay là có nhiều người thuộc nhóm khách vip, một hay nhiều? Nhiều người, đúng không ta? Nhiều người. Thì ở đây á, mình đang nói về cái kiểu quan hệ nè, tức là khách hàng đó mình sẽ bỏ họ vô cái nhóm nào, đúng không ta? Vậy thì trong một nhóm á, có thể có nhiều cái người dùng, được không ta? Vậy group á, sẽ là số 1, user sẽ là số nhiều, quan hệ một nhiều, được không ta? Mình sẽ cần nối hai bảng lại với nhau, được không? Nối hai bảng lại với nhau, mình chưa có nói đâu, nãy giờ mình chỉ thêm đại thôi, mình chưa có nói. Nếu mình có nói thì ở đây mình bấm thẳng số 2 này sẽ dẫn cho mình qua bên kia luôn, mình biết được nó thuộc nhóm nào gì luôn đó. Hiện tại chưa có. Để nối hai bảng á, thì chúng ta sẽ dùng câu lệnh. Có thể các bạn có thể dùng ở đây được nè, bấm vô cái tên database nè, tên database nha, chứ phải bấm vô bảng nha. Tên database vô cái phần là designer nè,
đó, xin lỗi, nó sẽ ra được hai cái bảng cho em nhìn thấy nè, trực quan á, được chưa? Em sẽ có thể tạo ra cái đường nối, lại bấm vô đây nè, tạo ra nè, relationship, tạo ra đường nối giữa cái bảng group và bảng gì đây, user, mà đi mà vô cột này đây, cột group, và chọn ok, có lỗi gì đó không biết. Nó có lỗi gì đó không chạy được rồi kìa. Tạo lại giữa group và này. Ok, không được. Thử diễn ngược lại coi, tại em nhớ dễ đường nào đúng nữa. Từ này. Không phải 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 gọi phải phải, phải chọn từ này mới đúng. In 10 anh sai, in 10 anh sai đúng mà sao nó không ra. Vẫn chưa nói đâu, thì đó là cách tạo thông qua cái này nè, thông qua cái chỗ designer nè. Được không? Thầy ít xài này lắm, thầy thường có lệnh đâu mà. Tới lệnh đó bảng sẽ có lệnh là enter theo vô. Mở cái bảng user ra, mình sẽ mở bảng nhiều nha các bạn. Bảng nhiều vào dữ liệu á, bảng nhiều á nha. Sửa. Tức là mở bảng ra, sửa bảng này. S. Dính dấu hoài ta. À thay đổi rồi, như là đổi cái rồi đúng rồi. S con strain FK là quy tắc của foreign key là khóa ngoại. Khóa ngoại sẽ nói giữa bảng user đi qua cái bảng group. Cái này đặt tên thôi, em đặt tên gì cũng được, ABC cũng được nha. Mà thầy thường đặt thói quen đặt vậy là FK là foreign key nói giữa bảng user với bảng group. Hồi giải thích cái này là gì ha. Foreign key. Foreign key của mình bây giờ là cái cột group bên trong bảng user. Mày đây mở bảng user là chỉnh nè, mình nói cột group trong bảng user nha. Reference đi qua cái bảng là bảng gì, bảng tên group luôn, và mình sẽ nối với cột là cột id. On delete cascade và on update cascade. Rồi, chạy nè. Nó nói được rồi đó. Sau khi nói xong á, thầy sẽ coi lại cái này nè, thấy có dây nói nè. Bấm không có gì dính gì ta. Nè, giờ user với group nó có đường nối qua, thấy không ta? Thì cái này chính là cái tên em đặt đó, FK giữa thằng user với thằng group á. Được không? Giờ user với group em thấy chỗ này nè đang bự hơn nè, chỗ này đang nhỏ hơn nè, thấy không ta? Cái này nhiều hơn nè, này ít hơn nè, thấy không ta? Tức là số lượng dữ liệu này ít hơn. Một bạn một group á có thể có nhiều gì, nhiều gì sao trong này ha. Rồi thì bây giờ thầy nói là công lệnh này á thì các bạn cũng sẽ cần gì ta, học luôn, học câu lệnh gì ta, nối tạo quan hệ giữa hai bảng. Chút xíu thì vào bài tập là về làm tiếng này nha, vào bài tập. Ok, có 6 phần ra cần tìm hiểu bài học nha, 6 phần. Nhắc lại một xíu chỗ này nè, cái chỗ này là chỗ cần phải hiểu nè. Sau khi em tạo được các bảng rồi, em cần biết được là các bảng nó có liên quan dữ liệu gì với nhau và cái cột nào làm khóa chính. Khi đó em tạo ra cái khóa ngoại, nhóm này em biết là các bạn user nó sẽ cần phải tạo ra một cột tên là cột group hoặc ABC gì đó, cột đó sẽ lưu cái ID của nào ta, còn group bên này. Bấm vào số 2 nè là hết biết, thấy là nó lên rồi đúng không ta? Thế đi 2 nhà biết là 2 gì, bấm số 2 biết là khác tiếp. Tại ngoại chuyện tên thì có thể là cái bảng này còn lưu thêm khác nữa, group nó có khách VIP thì được hầu 1% thì được gì đó xô nữa, ví dụ vậy được không ta? Có nhiều dữ liệu khác nữa, mình cơ bản mình chỉ biết là user đó thuộc group bao nhiêu thôi là được rồi, được không? Mình lưu từng dữ liệu riêng mà. Thì cột này á, gọi là cột khóa ngoại. Cột khóa ngoại á, thường nó sẽ có nối qua cái bảng nào đó thông qua cái khóa chính của bảng đó, của bảng kia đó. Đó là số 2 là gì đây, là ID, mà ID là số 2 nè, chính là cái khóa chính của cái bảng là bảng group nha. Rồi còn ở đây á, khúc sau nó có thêm phần nữa, tạo ra một đường nối nè, một con tree, một đường nối là tên này từ cái cột group nối qua cái bảng group và nối vô cột ID
số 2 nó lại đi mà mình dò số 2 này qua số 2 kia được không ta? Này coi nó khớp nhau á. Quan trọng chỗ này nè, on delete cascade rồi update cascade. On update cascade trước đi. Update cascade là vậy nè. Anh này đang thuộc nhóm số 2 đúng không? Thầy quay lại nhóm số 2 này. Hay thêm người đi. Insert. Cái gì hiểu Nguyễn Văn V. Lê Thị B. Lê Thị B. Email BB gì đó. Số điện thoại 0123456987. Bây giờ thấy không? Nó có sổ ra, nãy không có. Giờ có sổ ra thì chọn khách số 2 luôn, khách VIP luôn. Lưu lại. Tức là bây giờ user có hai người nè. Nguyễn Văn A và Lê Thị B cùng là khách VIP nhóm số 2. Nếu bây giờ thì quay lại bên đây. Thì sổ khách VIP lại thành mã số 20. Được không ta? Thì quay trở lại thằng user này. Thầy nhìn thấy được là nó cũng đã đổi thành 20 luôn, tự động đổi luôn. Thì cái đó là nhờ on cache update cache, là nhờ này nè. Khi cập nhật dữ liệu ở cái bản chính, bản ít á, được không ta? Thì cái bản kia tự động cập nhật dữ liệu theo. Nhìn tương tự delete cache là vậy luôn. Nếu em xóa bỏ cái nhóm tên là nhóm 20 hay đi 20 đi, thì tất cả mọi dữ liệu liên quan tới nhóm 20 trong cái bản user mất hết luôn. Vậy thôi. Thì bây giờ như đây, mà em xóa bỏ cái dòng này đi một phát một, là mọi thứ liên quan tới cái khách VIP này trong bản user cũng sẽ mất theo luôn, rồi mất hết, được chưa? Thì cái dòng là on thì đấy khách khai này rất là nguy hiểm nha các bạn, dòng này rất là nguy hiểm. Nếu các bạn không hiểu á, thì đừng ghi cái dòng này, cần on update khách khai được rồi. Được không ta? Tại vì nó ảnh hưởng tới mất mát dữ liệu, lỡ xóa một cái gì đó cao hết toàn bộ cái là xong phim, nha. Thầy giả sử như nói là gì nè, website là website bán hàng của em á, thì nó có cái bảng sản phẩm luôn 100 sản phẩm. Thì khi khách hàng họ mua hàng, họ sẽ bỏ sản phẩm vô hàng đúng không? Em cần biết được là khách hàng cái đơn hàng đó mua những sản phẩm nào. Nhưng mà lúc này em đang bán sản phẩm này, tự nhiên sau này không bán nữa, em muốn xóa bỏ đi. Đó, em vừa bấm xóa bỏ một cái. Xóa, tại không bán nữa mà. Xóa đây xong mà nó là on delete khách hàng, thì tất cả mọi đơn hàng từ trước bây giờ, từ quá khứ của những liên quan tới cái đơn hàng, cái sản phẩm này mất hết toàn bộ luôn. Có nghĩa là em sẽ mất hết, em mất hết mọi thống kê từ ngày xưa giờ bán được bao nhiêu, em mất hết toàn bộ luôn. Hiểu nó không ta? Nguy hiểm nha. Đó, nên chỗ này nè. Hiểu mình đang làm gì thì mới làm, còn hiểu thì thôi đừng làm đó, được chưa? Rồi thì bài mình tới đây thôi, tại vì nó giống cái mặt quá trời luôn, giảng không biết có hiểu không, mà thầy cho bài tập gì là bài tập. Bài tập á, thứ nhất là tìm hiểu mấy phần này, sau khi tìm hiểu á, nhìn theo cái database có sẵn trong bài tập làm lại, nhưng mà không phải làm thông qua cái này nha, tức là không phải tạo bảng bằng cách là tạo bảng ở đây, mà tạo bảng bằng câu lệnh. Và mình thêm dữ liệu vô á, cũng phải thêm dữ liệu bằng gì đây? Bằng câu lệnh luôn, tới insert dữ liệu vô phải bằng câu lệnh luôn. Đổi lệnh vô. Insert into gì á, hồi nãy đó, đổi lệnh vô, được chưa? Vậy phải copy hết câu lệnh đó sau khi làm xong hết rồi á. Tức là khi em tạo, anh gọi là tạo bảng. Đúng không? Tạo bảng, create table gì á. ABC đó, tạo bảng gì đó, sau khi làm xong rồi á, ha. NG bằng thì NDB copy là hết rồi thầy nha. Copy là hết nộp này nè. Copy này bỏ vô một file nào đó, tạo một file mới gì đó bỏ vô. Ví dụ em ghi một dòng chấm phải số cùng luôn nha, chấm phải nha. Ghi chú vô đây. Tạo bảng ABC. Rồi xong tiếp tục làm lệnh tiếp theo là làm gì đi? Thêm dữ liệu vào bảng ABC. Thì có gọi là insert gì đây, những có lệnh gì dưới đây. Tức là tạo một cái file thầy. Thì sửa trên đó. Tại vì nếu em chạy ở đây á, em chạy xong rồi á, thì sẽ ra cái bảng luôn rồi. Thầy không biết được là em có gõ bằng code hay không, hay em làm cho mày thì không biết được. Thầy muốn coi code của em, được không? Rồi, ok, nha. Thầy ra bài tập. Cái file này bạn được quyền vô luôn á. Xe quyền rồi, bạn được vô đây. Thầy sẽ gửi lên nhóm. Tại vì thầy bị chóng mặt. Thầy gửi luôn cái bài tập lên chỗ này luôn. Nha, rồi làm. Đó.